Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nước thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, trong buổi kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe qua câu chuyện của chú Tuấn. Thì chú Tuấn là con trai út trong gia đình. À, có cả thải là bốn anh chị em nhưng mà cái người con à, anh lớn đó, là hồi trước chết các bạn à, và câu chuyện này kể về xảy ra trong nhà của chú tướng luôn thì à, câu chuyện nó như thế này ông bà tư đó, là ba má ruột gồm có bốn người con đầu tiên á là chú toàn, hai là chú nhân, ba là cô hạnh và cuối cùng là chú út tuấn. thì um, trong gia đình thì cái kinh tế lúc đó cũng thuộc cái dạng là trung bình khá, cũng không có lo nhiều ở uh, về cái việc mà cơm áo gạo tiền. công việc gia đình thì cũng làm rẫy làm ruộng vậy thôi các bạn. ông tư có một người em ruột. Uh, thì chú uh, Tuấn rồi đều gọi là cô bảy hết. Thì cái cô bảy này cũng không có chồng các bạn, mà cổ uh, rất là thương ông Tư nha. Chị em là chờ thương nhất là ông Tư và có thể nói là là thương nhì á là thương cô Hạnh á. Còn mấy cái người uh, con trai nó cũng thương, là cô cũng thương nhưng mà không có thương nhiều. Thương rõ ràng nhất là cô Hạnh. Thì uh, lúc đó đó bà bảy á, bà sống có mình ên nè, à. mà cái tướng bà thì mập mạp bà không có chồng à, cũng chẳng có con cái lúc đó cái bà mà kiểu giống như là hồi đó bà hay bà coi bói á các bạn mà kiểu như là coi bói thì cũng trong nhà cũng không có rành là bà bà bảy này bà giỏi về cái vấn đề tâm linh rồi rồi rồi, rồi bà dòm à, thấy hồn ma như thế nào thì trong nhà họ có biết con cái á thì bà coi thì cũng có người trúng người không mà đâu phải bà coi ăn tiền đâu bà coi như vậy đó hàng xóm này nọ nó... thí dụ người nào tin á lợi coi thì bà coi À, coi xong rồi cũng nói chuyện chơi này nọ thôi, Nhằm khi người ta bao bà ly nước này nọ rồi hay hoặc là người ta mua cái gì đó cho bà ăn là xong. Còn những người ở xa thì bà không biết không có nhận. Bà nói là thôi, tôi không biết đón, tôi đón khơi khơi như vậy trong hàng xóm tôi thôi. chứ còn ở xa tôi đâu có biết đâu mà tôi đón. Nên nói chung bà bảy sống cũng được lòng trộm sớm lắm, nhưng mà con cái thì do là bà rất là yêu đời, cho nên dù bà lớn tuổi bà cũng hay chỉnh giỡn lắm. Đó thì đến khi đó bà bảy bà mắc bà bệnh bà mắc á à, lúc đó bà cũng lớn tuổi rồi cái mọi người mới qua đám tang này nọ thì đương nhiên ông tư sẽ là cái người đứng ra cán đáng cho tất cả những cái việc đó và cô hạnh cũng như là là, là những người anh em khác của cô hạnh cũng khóc mấy ngày trời luôn các bạn đó thì qua cũng chôn cắt này nọ cho bảy xong xuôi rồi Ở những cái đồ đạc của bà thì khi trước khi bà chết á, lúc bà yếu yếu á, bà cũng căn dặn ờ cái này tao cho con con con, con hạnh cái tiền bạc này tao cho con hạnh nhưng mà mà vợ chồng tư giữ giùm cho nó lớn lên nó có chồng mà cho nó thì cái việc gia đình thì bảo không có đề cập tới nhiều đó thì sau đó nha một thời gian cỡ chừng nửa năm thì bà bảy bà về bà nhát vô lắm các bạn bà nhát kiểu bà chọc ghẹo á nhưng mà nói gì thì nói cô tư thương bà thì thương thật nhưng mà dẫu sao thì cũng là con gái mới lớn rồi thêm một cái nữa là 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 bà là Hồng ma rồi nó phải người sống đâu thì cái hôm đó cô tư cổ đi về cổ đi chơi về với bạn bè đó cổ uh, tới nhà bạn của rồi thì đi khoảng chừng là năm chục thước nữa tới nhà cổ cũng gần sát bên này các bạn người bạn bè trong sớm mà cổ mới đi về một mình mà cổ chạy chiếc xe đạp đi cổ đang chạy như vậy đó thì cổ cảm giác như là cái yên xe của mình ở phía sau á là có người ngồi mà nãy rõ ràng là bạn mình xuống rồi mà cái cổ mới quay mặt lại cổ giờ cổ không thấy cái cổ sợ nửa đêm nữa hôm mà rồi gần tới nhà mình rồi thôi chạy xíu xí, về tới nhà cổ về tới nhà thì cái nhà có làm cái hàng rào và ở ngoài thì có cái cửa sắt để cổ mới đẩy cái cửa sắt nó vô cổ dẫn chiếc xe đạp vô thì khi mà cổ dẫn vô á các bạn cổ mới dòm vô trong ở nhà là chỗ nhà có cái tủ cái tủ này là cái tủ hư nha đáng lý là nằm ở trong buồng á nhưng mà do là hư rồi cho nên là ông tư ông mới đem ra ông để ngoài cặp cái miếng xăng á cặp ngoài xăng á thì ở trong đó nó có cái kiến cái kiến nó cũng bể một đường rồi cũng cả mấy găng tay rồi nhưng mà nó còn cỡ là 2 phần ba cái kiến và vô tình thì cái kiến nó đối diện ra ngoài mà ở trên cái, 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 tủ đó đó xéo lên đó các bạn là cái bàn thông thiên mà cái bàn thông thiên thì do là uh, ông tư lúc nào cũng để cái đèn dầu ở trên á thì cái ánh sáng nó dạ xuống cái tấm kiến đó đó và lúc này thì do là đang sợ và cô hạnh đang bước vào trong nhà vô tình cổ đối diện cái mặt của cổ với cái tấm kiến cổ mới dòm vô tấm kiến dòm vô tấm kiến vô thức dòm vô thôi thì cổ mới giật mình các bạn cổ la lên một cái á bởi vì cổ thấy là ở phía sau cái yên xe đó là hình dáng của bà bảy bà mập bà mặc cái quần đen cái áo bà ba màu nâu bà cọp củ tỏi đó thì bà ngồi ngay cái phía sau á bà dòm vô tấm kiến bà cười đó thì thành ra là cô hạnh có sợ quá Cô la làng có quăng cái xe có chạy ở nhà trong nhà thức dậy rồi chạy ra hỏi con ơi cái gì cái gì mà con vậy trời đất ơi cô hạnh ưu à, ưu ớ mà trả lời không được đó các bạn bà bảy bà dời bà giỡn đó nhưng mà bây giờ thì bà đã chết rồi giỡn vậy giờ ai mà không sợ cái vô nhà một hồi xong mới cái cô hạnh cũng mới kể Cô kể ra hết những cái điều mà hồi nãy cậu cô thấy và cô cảm nhận thì ông bà tư ban đầu cũng nghĩ là con mình nó sợ hay hoặc là nó nhớ cô bảy nó quá ông bà tư cũng là nghe thì nghe vậy thôi cũng đem đồ ra cúng kiến vậy thôi nhưng mà có một cái á, là tin là không có tin lắm tại vì vốn dĩ thường ngày cô hạnh cũng nhắc đó cái qua đâu mấy ngày trời bà nhắc nữa thì cái hôm đó cô hạnh đang đi chung với bạn của mình là đi vô trong nhà của mình chơi đó. Lúc đó là khoảng 7 giờ mấy thì cái người bạn á mới dắt một người bạn khác là đi qua nhà cô Hạnh chơi. Lúc đó thì trong nhà có ông bà tư, còn anh em của chú Tuấn này nọ thì đi chơi rồi, chưa có về. Cái uh, cô Hạnh cũng có bước ra. Cô bước ra của nó nè, mày đi vô. Đi vô nhà đi, tao sửa soạn xong ba cái đậu xanh này kìa, mình nấu chè ăn. Cái việc mà bạn của con cái vô nhà chơi gì nọ mà hàng xóm nữa Ông bà Tư cũng quý lắm, ừ con đi vô con sao mà đứng ngoài đó làm gì Thì hai người kia người ta mới đi vô Còn cô Hạnh thì cổ đi vô sao Cổ đi vô sao thì cổ đang đi vậy cái cổ... Cô... Giống như cổ bị cái tóc của cổ, cổ cột đó các bạn Mà cột theo kiểu là cột chính giữa như vậy nè Để, để xỏ hai bên vậy đó cái Tóc đó thì bảo bảo không rành là tóc gì à, Nhưng mà cột xéo như vậy nè, kéo xuống vậy ha Còn hai bên thì xỏ tóc ngang vai như vậy nè Thì có rõ ràng khi mà cổ vừa bước trong nhà một cái bàn tay cái bàn tay kêu bằng vuốt cái tóc của cổ mà cái bàn tay bên phải nha vuốt bên phải vậy đó vuốt vàng cái vậy nè cổ mới giật mình cổ quay lại cổ quay lại thì cổ cứ ngỡ rằng cái ca cái ca để ở chỗ lưu nước á thì nó để lòng thòng lòng thòng vậy nè thì cổ cứ nghĩ là cổ đi vô được cái hướng của cổ là cái hướng bên tay phải mà đó. thì cái lưu nước bên tay phải thành ra là là cái ca đó đó nó máng vô cái tóc của mình thôi nghĩ vậy thôi cái cổ mới đi ra sao đi ra sao nấu chè này nọ rồi xong xuôi hết trơn dọn da lên rồi đang ngồi ăn vui vẻ vậy đó cái tự dưng cái cổ muốn đi ra ngoài mà vẫn không vậy đó tự nhiên muốn đi ra ngoài đi ra ngoài thì lại đi ngay ra ngoài xăng á ở chỗ cái cây cây điệp với nhà cổ trước nhà có cây điệp mà cây điệp này nó cũng lớn nha đó thì chỗ đó có đợi mấy cái ghế cổ đi ra ngoài đó cổ ngồi vậy nè cổ ngồi như này, hai cái tay cổ đợi nhà xuống vậy nè thì lúc đó đó là mọi người thấy cổ đi ra cứ tưởng rằng cổ đi ra cổ đi vệ sinh nên là gì này nọ thôi cũng không có ai hỏi đó, cổ ra ngoài cổ ngồi cái cổ đẩy hai cái tay xuống như vậy thì ở phía sau cổ á bà bảy mới đứng đó, đó bà mới lấy hai cái tay của bà bà vuốt cái tóc gì nè thì vuốt một cái 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 cái, cô hạnh của giúp mình của nó vuốt cái gì sao mình 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 ở đây mình ở đây đó thì lúc đó cổ ớ lên một tiếng trong nhà mới dòm ra thấy cổ ngồi và cái tư thế cổ ngồi thì ngay cả bà tư luôn bà nói hồi trước khi bà bảy còn sống bà hay kêu là 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 là, là uh, cô hạnh cổ ra đó cổ ngồi hay hoặc là ngồi bên nhà của bà bảy mà ngồi với cái tư thế như vậy nè để cho bà bảy bà cột tóc thì ghê không các bạn mặc dù là mọi người dòm ra không thấy đó cô hạnh cô đi vô cô đứng dậy cô đi vô nhà nha hỏi cô sao ớ ớ ớ ớ cổ cũng im ru Cô vô tới nhà xong rồi Cô đi vô trong buồn cô nằm luôn bạn bè kệ thì một hồi sau bạn bè mới vô hỏi cổ cũng không có nói đến khi bạn bè về rồi hết trơn rồi ông bà tư mới hỏi hạnh ơi con làm sao mà con đi ra ngoài đó con ngồi chi vậy con thì cô hạnh cũng mới khóc cô nói là là, là thế má ơi con không biết làm sao nữa tự nhiên con đi ra con ngồi con ngồi mà con không biết tại sao con lại ngồi đó thì khỏi nói cũng biết là bà bảy bà bả khiến á Bà khiến cho đi ra ngồi đó cho bà cột tóc thì thấy lần này là con gái mình nó nó làm vậy và bà tư cũng dòm thấy bà không thấy bà bảy thôi nhưng mà thấy là thấy là cô cô hạnh có ngồi vậy nào giờ con gái mình đâu có cái cử chỉ như vậy cái mới đem dài gian giấy cô bảy ơi biết là cô về cô thăm cháu cô giỡn với nó nhưng mà nó sợ đó cô bảy cô đừng có nhát nó nữa tội nghiệp nó đừng có chọc ghẹo nó nữa thì cũng dái dàng vậy thôi cái bà không nhắc nữa bà không nhắc cô 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 hạnh nữa nhưng mà khoảng chừng là một tuần lễ sau à bà vô trong cái giấc mơ á thì cô hạnh cũng đang đi ngoài đường vậy nghe cái bà kêu lại bà nói hạnh ơi mày lo đây mày ngồi chơi với tao một chút coi mày thì lúc đó cô hạnh cô không nhớ trong giấc mơ cô không nhớ là bà bảy mới chết rồi cậu đi lại cậu đi lại thì bắt ghế ngồi nha cây bà bảy mới nói gì nè, Bà nói hạnh hả hạnh, mày nhớ tao không hạnh? trong giấc mơ thì cô hạnh, cô suy nghĩ sao, cô nói vậy thôi, cô nói trời đất ơi ngày nào mà không gặp cô bảy đâu mà nhớ, mày sao hoài? ơi, hồi đó giờ á, mày à, có gặp người 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 ta đi theo hàng theo lối chưa? cô hạnh nói, cô hàng theo lối à, có gặp, mà gặp mấy mấy cái chú giống như là 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 Uh, công an này nọ đó người ta đi đó theo hàng theo lối đó đó, đó cô bảy không mày gặp người ta đi mà 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 đẹp hơn công an nữa thẳng hàng thẳng lối hơn công an nữa mày coi không tao dẫn mày đi coi dạ coi dạ coi ở đâu dẫn đi coi thì bà bảy mới dẫn bà dắt đi bà dắt đi thì lúc đó là cô hạnh cậu không có nhớ là cái chỗ đó chỗ nào thấy đi đi cũng nhanh lắm thì tới một cái chỗ đó nha thì cậu mới thấy là là trống lỏng trống liêu à cây cối đồ này nọ không mà mà cái màu sắc đó các bạn là không phải ban đêm nha mà kiểu giống như là cái màu liêu trai lắm nó ban ngày mà nó trắng Tết đất mà nọ cây cối nọ nó cũng có cái màu ngà ngà trắng nó kỳ lắm đó cái thấy bông trong lỏng không có nhà cửa này nọ hết trơn á cái cô hỏi, cô hạnh có mà hỏi cô nói ủa cô bảy người ta xếp hàng gì đâu con không thấy ai hết trơn vậy mày đợi xíu đi chút xíu nữa có à cây mới ngồi đợi cái chút xíu chút xíu sau cây có đi các bạn ta nói mà không phải đi trước mặt nha thí dụ như họ ngồi là 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 bà bảy á với lại cô hạnh là ngồi xích ở trong đường mà từ trong đường ra tới mùa đó là cỡ năm chục thước vậy đó cỡ vậy đó tầm nhìn nó xa xa vậy đó cây một đòn đi trước mà đi thì ăn mặc đủ thứ trơn á chứ không phải là chỉ là 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 mặc đồ trắng nếu mặc đồ trắng không là 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 cô hạnh trong giấc mơ cũng sợ cũng chạy rồi nhưng mà có thấy là mặc đồ bình thường con cái lạ một điều vậy nè thí dụ như các bạn thấy người ta ở mặc chung một cái bộ quân phục hay là học sinh nó mặc chung một cái đồng phục của nhà trường thì khi mà nó 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 đứng nó đi á nó đi theo nhịp điệu này nọ đó thì mình không nói đi còn đằng này những người này đều là ăn mặc đủ đủ đa đa dạng các kiểu hết trơn nhưng mà lạ một điều là sao mà kỳ ăn mặc thì không đồng bộ mà đi thì lại đều mà cái bước chân giống như thể một người đi vậy đó các bạn các bạn có liên tưởng được cái, cái cách bảo nói không đi như thể là một người đi có nghĩa là cái ông ở trước cũng đi tốc độ làm sao là ông ở cha ở sao đi tốc độ như vậy và bất kể người nào khác đàn ông đàn bà con gái con nít người già gì cũng vậy chứ. đi cái tốc độ như vậy đó cứ vợ chân này lên là đi vợ cái chân kia lên đi đi mà mặt của họ thì không có kiểu mà ngước lên đâu cái mặt hơi gầm gầm xuống vậy nè mà đi giống như cái xác không hồn giống cái gỗ mà đi vậy đó cái cô hạnh cô mới nói là thôi, thôi 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 cô bảy ơi mấy người này đi sao mà 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 cái lễ cái tục gì mà đi đi nghe thấy ghê quá thôi con không coi nữa đó bà bảy mới nói mày không coi này hả vậy mày đi trên bờ mày không thích coi mày coi dưới sông đi ơi mày thấy người ta đeo ghe chưa mày thấy ghe không chạy mà 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 mà, mà chưa cái cô hạnh nó đâu 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 cô bảy dắt con đi coi cái bà bảy mới dắt ra bờ sông thì cái bờ sông đó cô hạnh cũng không có biết là cái bờ sông gì nó cũng lạ nó không có giống như cái bờ sông ở dưới quê đó thì cũng là bờ sông hai bên cây cối này nọ nha nhưng mà cũng cái màu trắng 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 kỳ cục vậy đó các bạn cái thấy là 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 ngồi đợi ngồi đợi một hồi thì có ghe lớn nè ghe nhỏ nè mà mấy cái ghe nào cũng đầy người hết trơn đầy người vậy đó rồi ở phía sau là cũng không thấy người nào chạy máy cũng không thấy người nào chèo mà giống như là cái ghe mà để ở ngoài uh, cái làng nước á rồi nước nó đẩy trôi từ 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 vậy đó mà những người trên đó rất là đông mà lạ một điều là không ai nói chuyện với ai chứ cứ ngồi vậy đó cái cô hạnh của nó ô thấy ghê quá cô bảy giờ sau cô bảy dắt con đi mấy cái chỗ gì trên bờ dưới sông gì cũng toàn là thấy ghê quá Ủa mày không thích coi hả Ừ không thích coi thôi Thôi đi về tao dắt mày đi về Đó cái mới dắt đi về Thì trên đường đi về á Mới đi ngang một cái chỗ Là cái chỗ này là cái chỗ của Ông Sáu trong xóm á Ông Sáu này ông nuôi trâu các bạn à, Ông nuôi trâu và con cái ông cũng nuôi trâu có một cái chuồng trâu lớn của ổng và mấy cái chuồng trâu nhỏ phía sau á cái chuồng trâu lớn là nuôi một con trâu cổ rất là lớn luôn một con trâu này nó lớn con dữ lắm thì cái lúc đi ngang á Cô Hạnh cổ mới hỏi là bà Bảy như vậy Bà nói cô Bảy ơi Con trâu của ông Sáu nghe Mạnh dữ lắm á nghe bà Bảy nghe cô Bảy Trời ơi con gặp mà con không dám lại gần đó. Con đi ra đồng mà con gặp là con tránh xa nó ra không á Cái bà Bảy nó ui mày ơi Nó mạnh thì nó mạnh thiệt Mà con trâu này nó sắp chết rồi Nè Tao dặn mày nè Tao dắt mày về chỗ này không phải là như không tao dắt nghe Dắt mày về chỗ này á để cho mày biết nè con trâu này nè nè ít bữa nữa nó bị điên á lãnh nó cũng lộn với con trâu khác á mày mà có đi ra đồng mày có gặp hay mày nói với gia đình mày đừng lơ gần nghe chưa ủa sao cô bảy biết bảo mà mày mày quên tao à tao bói toán mà mày đó bà nói vậy nha cái xong cái bà dắt về về cũng bình thường vậy đó cái cũng nhảy qua cái giấc mơ khác rồi 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 ngủ nghỉ bình thường không phải thức dậy liền cái sáng ra rồi cô hạnh cũng không có nhớ rõ cái giấc mơ nó như vậy nữa các bạn chỉ nhớ là hồi ừ, đêm qua con má ơi con nằm mơ con thấy cô bảy cô dắt con gì mà đi đâu gặp người gì đó mà đi xuống sông gặp người gì đó mà con nhớ không có rõ thì ngay thời điểm đó cô hạnh cũng nhớ không có rõ cô chỉ kể đại khái sơ sơ thôi cái thấy là cũng không có gì nhưng mà bà tư bà mới nói với ông tư bà nói ông ơi ông tôi nhắc ông cái này nghe ông hồi nào bây tới bây giờ đó thì những người cô những người ông bà khi mà họ thương con cháu quá họ sẽ theo mà con hạnh thì bị chị bảy chỉ về là, là là, chị chị ghẹo mấy lần rồi rồi tối đêm hôm tôi nghe nói là nó có ngủ và nó nằm mơ à, nó thấy là, là là cô bảy nó dắt đi mà mà nó nó kể tôi nghe không có rành nhưng mà con cái tôi dặn ông nào ông nhớ nè khi mà ông nằm ngủ đó nghe ông bà mình hay nói đó là ban đêm ban hôm mình nằm ngủ hay ban ngày gì không biết mà những người thân đã chết của mình á về mà sinh con của mình á là ông nhớ là không cho nha thì hình như là bảo nhớ là có một lần bảo có kể một câu chuyện kiểu sinh con vậy đó các bạn cái ông tư ông nghe em nói ừ ừ tôi biết rồi dễ gì bà hai vợ chồng nói chuyện nhau hai chồng biết thôi có ai biết đâu thì cô hạnh vẫn làm việc một cách bình thường như thường ngày mà cũng quên cổ không có nhắc anh em gì hết trơn á cái bữa đó mới đi vô trong đồng màng thì nghe um sùm hết trơn đằng kia nặng á cái người ta la là làng la là sớm um sùm ở phía đằng 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 sau cái những cái hàng cây á thì ông tư với bà tư đồ nè cô hạnh đồ nè rồi lúc đó có cả chú tuấn nè rồi chú Nhăn và chú toàn nữa nhưng mà chú Nhăn á thì ổng là cái người mà là, 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 giống như là mấy cái chuyện mà mà này nọ được lum hết trơn ông hay chạy là ông coi lắm thì ông mới giọt cái vụ ông chạy đi ông chạy đi theo ông coi cái gì mà lúc đó thì ông bà tư cũng thấy con mình chạy đi cũng không không la tại vì chạy đó có cái vụ gì thôi nghe ta la ông sùm vậy thì khi mà đi tới các bạn chú tư cũng chồm 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 chen người vô á đó thì ông coi ông coi thì ông mới thấy là hai con trâu nó cũng lộn là con trâu cổ của ông sáu á với lại một con trâu của cái ông nào ở đâu cái đồng bên kia á. hai con trâu đụng lộn đụng vô là hai con trâu chết hết trơn nhưng mà cái lúc mà đang xây hoàng xây hoàng đụng 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 vậy nè cái chú nhân á ông mới mới dọt ra bên đây nè ông chạy ra bên đây để ông coi là, là 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 cho nó rõ tại chỗ này đông người quá nhưng mà người ta biết người ta kinh nghiệm người ta đứng trên cái gò cao á người ta coi có điều cái chỗ đó thì nó bị cái hàng cây che lợi coi không có rõ chứ người ta đâu dám lại gần người ta can đâu hai ông chủ mà còn đứng xe xa xa không dám đứng gần mà chủ nhân ông không chịu ông mới chạy qua cái vách bên đây cho nó gần gần chút ông coi mà châu điên nó đụng lộn mà các bạn nó đâu có biết là là chỗ nào đâu cứ gặp chỗ nào nó đâm nó đại nó chạy mà người ta đứng trên gò cao thì nó lên không có tới còn chú nhân thì ông chạy qua cái vách bên đây thì ông vừa chạy vậy ông bị bà bẫy xô các bạn xô một cái bịch gì nào ông té ông, ông, giật mình ông quay mặt qua qua lại ừ, cái gì trời 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 thế tự nhiên mình chạy về này rõ ràng ai xô mình mà ta xung quanh không có mà lúc đó thì mọi người đang chăm chú về hai con trâu ông té té vậy người ta không 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 có để ý gì kỹ cái ông sợ ông xanh mặt hết trơn ông mới đảo lại các bạn thì khi mà ông đảo lợi là không quá một phút cái vị trí mà ông định ở chỗ đó để coi hai con trâu cũng lộn đó là hai con trâu con trâu cổ của ông sáu vừa con trâu của ông đồng bên kia chạy ngay là cái chỗ vị trí mà ông tính đứng nếu như mà nãy ông đứng chỗ đó là ông chạy không kịp rồi Chết rồi Châu đụng liền á Ông tốt một hoa hộp luôn Thì thành ra đó Ông mà bẹn lẹn bẹn lẹn Ông đi lại gần ông Tư Thì cuối cùng hai châu đó chết Thì lúc đó cô Hạnh mới sực nhớ ra các bạn Vừa về chỗ đồng của mình á Giúp đỡ xong về chỗ đồng của mình á Là cô Hạnh cô cởi liền Cô nói tí má ơi cô nay nay cũng mới nhớ được cái giấc mơ bữa đó nó nhớ rõ ràng nè à. Mấy bữa nay con quên sao tự nhiên con gặp con châu chết Con sực nhớ kỹ trơn đó thì cậu mới kể ra nằm mơ thấy sao, sao 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 và những cái lời của bà bảy nói về con trâu của ông sáu sao là chính xác chưa quản hồn quản dĩa liền các bạn và ngay lúc đó chú nhân ông cũng lắp bắp ông cởi lợi trời ơi nãy con đi ra con tính đứng cái đó thì lúc mà chú nhân ông cởi ra mọi người càng xanh mặt thêm phải như con mình đi ra cái đó là, 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 là bây giờ không chừng gặp hậu quả rồi đó cái lần đó thì biết bà bảy ba linh rồi Bảy quá linh lắm Thì giờ mới cúng kiến cho bà Mà theo kiểu giống như là bà nhắc trước mà Chứ đâu phải bà nhát bà hụ dọa gì đâu Thành ra khi cúng kiến á là mới cúng gian giá như vậy Nói uh, chị Bảy ơi Cảm ơn chị Chị thương con thương cháu Thương em Cho nên là chị mới về chị mách trước những cái chuyện đó Rồi Cảm ơn chị rất là nhiều nha uh, Nhờ có chị Chắc là lúc đó chị xô thằng ngăn Chứ nếu mà chị không xô á kể như là nó đi lợi chỗ đó là là chết con tôi rồi, thì xin cảm ơn này nọ, đó thì thành ra đó bà bảy á, bà mới về nữa các bạn, mà bà về trong cái giấc mơ không à nghe? Không? Bà về cái bà báo trong cái giấc mơ của cô hạnh á, bà về bà nói hạnh ơi, mày ra đây tao dắt mày đi chơi nữa nè, thì lần này á do là cái ấn tượng về cái hồn ma của bà bảy quá sâu. Thành ra là cô Hạnh có sợ Cô mới ở trong nhà cô không dám ra Cô không có dám ra Mà cổ nhớ cái lời của hàng xóm Khi mà cổ kể lại cái chuyện của bà Bảy Giờ dẫn cổ đi chơi đó Thì có người mắc với cổ như vậy Nói con á Khi mà con nằm mơ mà lỡ mà con có gặp cô Bảy của con á, Thì con phải nói là cô Bảy ơi Cô chết rồi Thì khi con nói như vậy đó thì thế nào cái dòng hồn nó cũng vượt con nhưng mà không sao con con sẽ tỉnh lại và những người đó sẽ không bao giờ à, trở lại cho con thấy trong giấc mơ nữa thì đây là kinh nghiệm mà hàng xóm này nọ người này người kia người ta nói cái cậu nhớ đi cái lúc đó cái cổ cứ thấy bà bảy ngoắt ra vũ đi chơi hoài cổ mới sợ cổ nói như vậy. cổ nói cô bảy ơi cô chết rồi cô đừng có kêu con nữa à, thì khi mà nói như vậy bà bảy không rượt như những cái lời mà người ta đã kể mà bà bảy bà dòm cô hạnh cái bà buồn mặt có buồn so quay lưng bỏ đi thì tự dưng trong lúc đó cô hạnh lại dâng lên một cái thứ tình cảm mặc dù là trong giấc mơ tội nghiệp cô bảy mình quá mình nói vậy cô bảy buồn cô bảy đi cô hạnh cổ mới chạy ra cổ chạy ra cổ kêu là cô bảy ơi cô bảy ơi thì mới vừa kêu là cổ đi giật mình thức dậy rồi và ngay cái lúc đó thì cổ khóc quá chừng luôn làm cho ông bà tư cũng thức dậy để xuống hỏi chuyện gì cổ kể lại và cổ nói là vậy là từ đây sắp tới cô bảy cũng không có về thăm con nữa rồi cổ khóc dữ lắm thì um, lúc đó cái um, chú tuấn nè ông uh, có đi chơi ở bên xóm của một cái người bạn thì vô tình lúc đó là mới kéo ra ở ngoài sau hè này nọ đó thì mấy anh em cũng uống với nhau vài ly uống xong rồi cái chú tướng ổng đi về thì trên đường ổng đi về á ổng mới nghe cái tiếng kêu ổng ê ê ông kia kêu, kêu vậy đó cái chú tướng ông quay mặt lại ông dòm ổng quay mặt lại ông dòm thì ổng thấy trên một cây gáo á nghe nguyên một cái bóng trắng nó ngồi mà cái mặt của nó xanh lè nghe cái mặt như cái mâm vậy đó nó dòm ổng bây giờ mà ông lơm lơm vậy ông quán hồn quản dí ông cắm đầu cắm cổ ông chạy ông chạy về đêm đó ông ngủ ở nhà cái người bạn của ông thì sáng sớm lập tức ông chạy về nhà ông mới kể cho ông bà tư nghe là tối hôm con gặp vậy 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 cái ông bà tư mới hỏi vậy chứ mày có hỏi mấy đứa bạn mày có gặp hay không mà sao có mình mày gặp chú tấn nói là con không hỏi rồi hết trơn rồi không có đứa nào gặp hết trơn á chỉ riêng mình con gặp thôi mà sao thấy ghê quá nó ngồi nguyên bóng trắng rồi à, tí ơi đâu ở chỗ nào Mày dắt tao qua đó Tao mày cúng kiến cho nó xong Thì đi qua bên đó Cũng đem đồ ra này nọ cúng kiến xong xuôi hết trơn rồi hai cha tí con về Về rồi thì ông bà ông Tư ông la Ông nói mày đây sắp tới không có đi qua bên đó nữa nghe Bên đó nếu mà có dông mà nọ mày không có đi qua bên đó Không có nhậu nhạc gì nữa hết trơn nghe Cái Đầu hai ba bữa sau mà chú Tứng ông cứ đi ra ngoài mà cứ cảm giác giống như là ai đó đi theo mình hoài vậy đó Mà nó xui hết chuyện này tới chuyện khác rồi ông lại nhức đầu ông đau bụng năm sáu ngày trời ông bị liên tiếp mấy cái đó các bạn mà đi lên uống thuốc này nọ hay là, là là là, đi nhà thương gì đó thì cũng như là không hết rồi liên tục đâu cả tuần lễ rồi 10 ngày không hết thành ra là mới nghĩ đến cái vấn đề là đi tìm thầy để coi coi là có cái dòng đó nó có theo ám hay không mà sao con mình bước ra đường thì cứ sợ ban đêm ban hôm thì cứ mớ hoài rồi lại đau bụng nhức đầu này nọ cái trước khi mà đi tìm thầy á thì à, à, bà tư mới nói với ông tư như vậy nói ông ơi ông nhớ không hồi trước á, khi mà chị bảy chỉ nhắm mắt á, là sau ba ngày mở cửa mã đó thì chính ông nằm mơ và ông thấy là chị bảy giờ chị bảy nói là bây giờ chị bảy đi tu ở trên núi á, đi theo cái ông gì đó tu À, nhà mà có chuyện gì á thì nhà, nhớ giái gian cầu thỉnh à, chị bảy về thì bây giờ thằng tuấn nè à, nó nó gặp cái chuyện như vậy mà thêm một cái nữa là chị bảy cũng rất là linh thôi bây giờ ông cúng kiến ông thắp cây nhang coi để coi chị bảy có về giúp được con mình hay không ông tư ông mới ra ông đốt nhang ông khắng ông khắn ông cúng mà sẽ không phải là về liền nha các bạn à, khắng cúng vậy đó thì cái bữa đầu qua cái bữa sau cũng thấy em ru à cho đến cái buổi tối á thì bà bảy bà về và có cái lời khắn rồi cho nên là bà về được bà về bà mới nhập vô là cô hạnh nhập vô cô hạnh cô hạnh đang ngủ trong nhà cả nhà em Phan phát thì đang ngủ như vậy đó nhập vô xong cái mới đi ra ngoài ngồi ở giữa bàn nha ngồi ở dưới nghe chứ không dám ngồi trên bàn nha các bạn ngồi ở dưới á cái mới kêu thằng tư con tư với mấy đứa nhỏ ở đâu rồi mấy đứa bay kêu thằng tuấn ra đây coi để tao xử cho nó xong coi đó thì bà nói vậy bà nói vậy cái trong nhà mới mới giật mình thức dậy mới nghe cái giọng của cô hạnh sao bữa nay lớ lớ là lỡ, lỡ kỳ lắm đó cây ra xúm nhau đi ra thì thấy là cô hạnh có ngồi cái ghế mà hồi trước đó, khi mà ba má của ông bà tư tức là ông bà nội đó ngồi ở hai cái ghế ngoài trước là không bao giờ bà bà, bà bảy mới dám ngồi đó nha giống như sáu cái ghế là hai cái ghế đầu để cho ông bà nội ngồi đó là bà bảy bà không có dám ngồi bà ngồi dưới đây nè còn ra cái ông tư bà tư rồi đi ra cái mới, mới, mới thấy như vậy đó mới giật mình đi thì bà mới chỉ xuống mới kêu ngồi nhưng mà ông bà tư thì thấy nhà mình thì bây giờ là mấy người năm người cô hạnh đó là sáu mà cô hạnh cũng ngồi rồi thì bây giờ là là, 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 mấy đứa kia nó ngồi thì mình ngồi hai ghế này thì vừa đặt kéo ghế ra thì bà la liền bà nói không có được ai cho ngồi ghế này mấy đứa nhỏ đứng còn hai đứa bay ngồi bên đây ngồi đối diện với tao nè Ai cho ngồi cái đó Bà không cho Thậm chí khi bà còn sống hồi trước Bà cũng không cho ngồi hai cái đó Cái ông Tư Ông mới không dám ngồi Ông mới ngồi đối diện đi Rồi ông hỏi Ông nói chị Bảy à, Chị Bảy Chị về hả Chị về hả chị Bảy à, à, Khúc đầu bà quên giới thiệu Một cái điểm nhỏ này nha các bạn Là Ông Tư nè Uh, kêu là cô bảy vậy thôi chứ thật ra là hồi trước á, cô bảy này là con nuôi chứ không phải là con ruột nha bảo quên giới thiệu cái đoạn đó thành ra là bảo xưng hô nó có hơi sai mà bà bảy này á lúc bà về làm con nuôi của ông bà nội á thì là gia đình của bà gặp cái cảnh biến động và chỉ còn mình bà sống thôi thì bà là bà bảy bà thứ bảy và tuổi đời của bà cũng lớn hơn ông tư mặc dù là về kêu là cô bảy cô bảy thôi nhưng mà lúc nào á ông bà tư cũng kêu bằng chị hết à, bảo quên như thế điểm đó cho nên là giờ bảo xưng hô thì bảo nghĩ là chắc mọi người sẽ hơi nhầm rồi à, sợ bảo xin lỗi cái điểm đó rồi tiếp tục nha đó thì bà mới về bà chỉ bà không có cho ngồi hai cái ghế đó cái ông bà tư cũng hỏi là phải chị bảy không chị bảy tao nè tao chứ ai mà không phải bay giái tao về mà bây giờ bay còn hỏi gì nữa thì cái việc mà ông bà tư giái là giấy trên cái bàn thờ này nọ là hai người biết à đâu nói con cái nghe đâu thì nói ra như vậy là chính xác rồi thêm một cái nữa bà mới nhắc về bà nói con này nữa nè đó, nó dặn chồng nó nó dặn mày á là khi mà nằm ngủ gặp tao về tao xin cháu đừng có cho có không đó thì lại là một cái việc mà bà tư chỉ nói riêng với ông tư và con cái thì không hề biết bà mới nhắc ra những cái đó thì chứng tỏ những lúc mà nói như vậy thì bà nghe bà biết hết chính xác là bà bảy bây giờ rồi đó rồi bà kể lại tường tặng là hồi trước dẫn đi đâu coi cái gì rồi à, cái chuồng trâu là con trâu cổ của ông sáu nó như thế nào đụng lộn sao và bà xô chú nhăn ra để không cho chú nhăn đi là chỗ đó đứng bà mới chỉ bà nói thằng này thằng ngu ta đứng ta đứng trên cao ta coi châu nó không có chờm tới còn mày á mày lại chỗ đó tuy là mày không có bị cây cản nhưng mà mày dòm vậy đó có mấy con trâu nó điên khùng nó nó đụng nhau rồi nó biết đường nào nó cứ gặp đường là nó sắn tới thôi nó gặp mày nó tưởng nó điên lên thì nó tưởng mày là là, là cái người gây hại cho nó nó đụng mày bữa đó tao không xô mày té chắc mày cũng lỡ đó cho nó đụng mày chết rồi mày bớt ngu nghe mày bà la, bà la bà chửi lắm. Còn uh, chú Toàn, chú Nhăn và kể cả chú Tứ thì người nào người nấy sợ ship re chứ không người nào dám động đậy chứ bà nói sao nghe vậy bà chửi thì thì lắng tai nghe thôi chứ không dám cãi. Cái bà muốn quay sang bà chỉ uh, chú Tuấn á, bà nói còn này, mày lên đây, bay lên đây. Cái chú Tứ đi lợi Ông đi lợi thì bà bảy mới nói mày không có được đứng, mày quay Cái quỳ. Quỳ xuống đó thì bà mới nói á cái chỗ của người ta bay lợi á bay ăn uống này nọ bay phải xin mấy thằng kia nó xin sao mày không xin đó, thì bà mới chồm tới bà bà la rầy bà, bà bắn vậy đó bà nói mấy thằng kia xin sao mày không xin cái chú tướng nó cũng ngơ ngác nó không sợ quá không biết trả lời sao nó dạy xin gì con có biết gì đâu thì bà bảy mới nói mấy thằng kia bạn mày á nó lợi chỗ đó nó ăn nhậu với mày nhưng mà nó xin nó nói là cho con nhậu xong rồi con con đi con dọn dẹp chứ con không có làm gì hết trơn á mày không tin á nữa mày hỏi nó coi nữa mày gặp nó mày hỏi nó coi còn mày á bước lợi rồi á mày nhào vô mày ăn nhậu không à mày có xin xỏ ai đâu nhà mày tao nhảy vô tao ngồi tao nhậu mày chịu không tao ngồi tao ăn uống tao nhậu mày chịu không thì người ta quở mày người ta theo mày nhưng mà mày biết sao mày đau bụng mày nhức đầu này nọ không mày nhức đầu á là nó ghi cái đầu mày xuống đó còn mày đau bụng á là nó đánh cái bụng mày hoài á sao không đau được mày bị vậy làm sao mà mấy công uh, thuốc mang gì hết tao về tao gặp cái dông đó rồi tao nói chuyện rồi À, thì ta mới uh, dựa cho con hạnh nè à. tao nói cho bay nghe để bay biết nhưng mà, mà không phải là sau này muốn tao về là dễ đâu một lần tao về là phải lâu lắm tao mới về được nữa đó biết chưa nhớ cho kỹ nghe không không phải là cứ có chuyện là cứ mời tao về đâu phải tao muốn về là dễ đâu phải xin phép người ta dữ dằn lắm mới được về nhớ nghe cái lúc đó ai cũng già hết trơn á thì bà nói là ngày mai á là phải đi qua bên đó mằng cái đồ ăn gì sao sao như cái dông đổi gì các bạn bạn mới kêu mằng dù qua bệnh cúng kiến này nọ xong đó thì bà nói xong mà xuất ra bà xuất ra bà đi à cái sáng ra rồi đem bệnh cúng kiến này nọ xong ông tư cũng thấy như vậy ông mới dắt ông mới dắt chú Tứng ông đi lại mấy cái nhà mấy người bạn của chú tuấn á thì vô ông ngồi nói chuyện chơi rồi ông kêu chú Tứng đi hỏi hỏi mấy người bạn là cái bữa đó có giá gian như vậy hay không thì mấy người bạn này nói có chứ Đi chỗ nào tụi tao không dái đâu Ba má tao dặn vậy mà Đi chỗ nào cũng vậy chơi nhậu nhạc này nọ Thì hãy dái gian người ta Chứ không dái gian là không có được Đó Cái dái gian xong Thì đi về Ông Tư mới nói với chú Tướng con thấy không vậy là 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 cô bảy của con á giúp con rồi đó nhớ lời cô bảy nha, mai mốt đi đâu nhớ xin tàn tiếng mình đâu mất mát gì đâu là chú tướng không nhớ hoài luôn à, rồi thì sau đó cỡ 5 năm lúc đó là chú um, toàn có vợ rồi có đứa con nhỏ rồi các bạn mà cái tính chú toàn thì thích nhậu lắm năm năm trời sau là cô hạnh là cũng có chồng chú nhăn cũng có vợ tất cả đều ra ở riêng chỉ riêng một mình chú Tướng là ở nhà với ông bà Tư thôi Mà nhà ở riêng cũng gần đó có mình cô Hạnh là cổ có, có chồng hơi xa thôi Cái Trong suốt 5 năm, năm nay nha các bạn Có rất là nhiều lần mà chú Toàn ổng đi nhậu rồi rời ổng té xe Rồi ổng đi màng đó rồi nhậu nhạc xong Rồi té đường mương mà cái hơ lần đó thì ông tư ông nằm mơ và kể cả bà tư cũng nằm mơ luôn là thấy bà bảy về bà la bà nói là bay dạy con cái làm sao mà để cho nó đi nhậu nhẹt hoài vậy tao đỡ cho nó mấy lần rồi đó tao không đỡ nó chết rồi đó mà bay phải nhớ kỹ cái lời tao nghe Dạy làm sao á cho thằng thằng toàn á nó đàng hoàng trở lại chứ nếu như mà nó cứ như vậy hoài là mai mốt nó gặp tai nạn nó chết á nó gặp cái nạn lớn lắm á tao nói bay như vậy đó tao không phải tao đỡ hoài được đâu Thương con cháu tao ráng tao về tao đỡ Mà tao đỡ lần nào tao cũng mắc công của tao tu luyện biết bao nhiêu Nhớ nghe Nhớ cho kỹ bữa nay tao nói vậy đó Thì ông báo mộng cho uh, bà Tư và ông Tư Là cỡ chừng là 3 năm trước Thì sau 3 năm là tổng cộng 5 năm đó Là kể như là chú Toàn á Trước mặt ông bà Tư thì uh, vậy thôi Nhưng mà phía sau á Thì cũng Gần như là chứng nào tặc nấy đó, cái ông bà Tư cũng rầu lo lắm Cũng qua khuyên răng hoài mà con cái nó lớn có gia đình biết sao các bạn Đành phải chịu thôi Cái cũng tới lui khuyên răng mà nói với mấy người hàng xóm này nọ Thôi bớt rủ nó này nọ, đừng cho nó nhậu nhẹt nhiều quá Tại một lần cô Bảy nó cũng 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 báo mộng về vậy Thì hàng xóm người ta cũng biết người ta không có có kêu vũ nhiều đâu Nhưng mà phần lớn là chú Toàn không đi rủ người ta Người ta tự từ chối khéo nhiều lắm cái gần như trong sớm không nhậu mà tao nói cái số nó vậy là chịu vậy các bạn chú toàn lần đó ông mới đi chơi ông đi chơi rồi ông, ông 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 đi về rồi đó đi đám tiệc xong về rồi là đã đưa vợ của ông với con của ông về nhà rồi thì thôi ông nằm nghỉ đi không ông mới xách xe ông chạy đi chơi nữa ông đi thì cái lần đó ông tai nạn ông bị tai nạn và ông chết thì sau khi ông chết chôn cắt rồi thì ông bà tư cũng biết rằng khi cái nạn nó tới rồi thì không có tránh khỏi được đành phải chịu thôi cái đâu cỡ chừng mở cửa mã xong rồi đâu sáu bảy ngày sau á thì vợ của chú toàn á với đứa con cứ khóc um sùm trong nhà hoài còn à, vợ chú toàn mới ra dỗ con dỗ con tùm lum hết trơn dỗ con thì nghe tiếng khóc của con mà đồng thời cũng nghe cái tiếng khóc ở phía bên ngoài phía sau nhà bếp Ví dụ giai này trước thì nghe với nhà bếp khóc hoặc là ở bên ngoài khóc cái tiếng khóc y chang tiếng khóc của chồng mình à nhưng mà nó không có không phải là rõ ràng một trăm phần trăm nghe ở lớp nào nghe tiếng khóc của con rồi nghe tiếng khóc của chồng sợ quá mới chạy qua bên nhà ông bà già chồng là ông bà tư á mới nói nó tía má ơi không biết làm sao mấy bữa nay con ngủ mà con cứ lớp thằng nhỏ nó khóc rồi lớp là là, là nghe cái tiếng ảnh khóc mà con biết phải hay ảnh hay không mà con nghe tiếng khóc lớn lắm mới nghe, nghe tiếng má cái ông bà tư mới nói thôi bây giờ con về con cúng kiến đi con cúng kiến con nói chồng con là là để cho con ngủ ngơi cho nó khỏe mạnh rồi chăm sóc cho cho cho, cho con à, cho con của con nữa rồi ông bà tư cũng đích thăng qua bệnh cúng kiến cũng kêu là là, là, là toàn ơi mày đừng có khóc lóc làm vợ mày sợ để cho nó nuôi dưỡng con mày cho tốt chứ sao mà mày cái số mày nó vậy thì chịu vậy rồi chứ bây giờ sao con về con làm cho vợ con nó sợ hoài vậy đó cái dai dàng cái lần đó rồi cái đỡ 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 lại cho tới đâu cả chừng là là nửa tháng sau cái lần đó là thím vợ thím vợ của chú toàn á là mới đi một cái đám cái đám này là cái đám kiểu giống như là cái đám dỗ các bạn và cũng có mời ông bà tư nữa nhưng mà có một cái tình tiết như thế này là khi mà chú toàn còn sống thì ông không có thuận với cái gia đình đó là ông với lại cái người chồng của cái gia đình đó đó là không có thuận nhau có cự cãi nhau rồi có điều á là cái việc đó là do chú toàn sai chứ không phải là do bên kia người ta sai và thím cũng đã nói chuyện với vợ của cái, cái chú bên kia thậm chí là hai vợ chồng luôn à, nói chuyện rất là nhiều để um, biết là chồng mình sai nhưng mà cái tính của chú toàn thì không có chịu nhận cái sai cũng tính uh, cái cố chấp đó mà hại chú toàn là, là chết đó các bạn bị tai nạn đó cái lúc mà ông còn sống á thì nói chuyện nói chuyện vậy thôi chứ cũng không có qua lại À, đến khi mà chú toàn ông mất thì cái gia đình bên kia người ta cũng qua, người ta đi điếu tang và người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tặng thôi chuyện gì đã qua cho qua hết thì thành ra đó cái ngày đám ma của chú toàn người ta cũng tiếp sức rất là nhiều và thiếm cũng như là ông bà tư rất là nghi ghi nhận cái tấm lòng đó và bây giờ người ta có cái đám giỗ người ta mới mời là để hàn gắn cái tình cảm của hai bên gia đình. Thiếm mới đi và ông bà Tư cũng đi Thì cái buổi sớm đó Bà Tư với lại Thiếm là mẹ chồng con dâu mới đi mua đồ Chuẩn bị để mà đi đám Cái khỏe mạnh bình thường như về nhà ngồi chờ tới giờ đi đám cũng khỏe mạnh bình thường vậy Mà hỏi mà Thiếm dắt chiếc xe ra thì Thiếm đau bụng nhức đầu Trong mặt đi không được Và làm đâu hai lần như vậy Thì bà Tư á với lại ông ông Tư á là mới chở Thiếm qua cái nhà cái người bác sĩ ở gần đó đó cách đâu có chừng cây máy số à thì qua tới đó ông này nó không có sao và lúc đó thì thím cũng không có thấy trong mình mình bị cái gì nó trơn khỏe rang rồi thế vậy mới về về tới nhà bước ra định đi thì lại chống mặt tiếp đi không được nữa cái lúc này ông bà tư á mới suy nghĩ nha cái đà này sao giống như cái đà là thằng thằng thằng, thằng, thằng chồng nó là không cho đi vậy thấy vậy ông bà mới lợi đốt nhang nói là la luôn mày á nha cái lúc mày sống cái việc mày làm sai á mà mày chửi bới người ta người ta chỉ cự nự là mày vài tiếng thôi mà mày giận hờn người ta mày không qua lợi với người ta rồi khi mày mắc mày đã sai rồi mà người ta vẫn đi qua để cúng kiến cho mày đưa tiễn mày đến, đến nơi ăn nghỉ cuối cùng Rồi bây giờ vợ mày nó đi Nó làm cái chuyện đúng Cái chuyện có nghĩa Mà mày lại không cho nó làm sao Thì ông bà Tư cúng kiến nhưng dày dày chú toàn thì lúc đó làm như ông sợ hay sao không biết mà ông không làm mà chống mặt nữa cái đi ra đi bình thường đi bình thường qua bên đó đám tiệc này nọ xong về cũng bình thường luôn thì ngay tối của cái đêm hôm sau kể như là nửa tháng nay là im ru rồi đâu khóc lóc gì nữa đâu rồi bây giờ á khuya đêm đó thì vợ của chú toàn á cũng đang ngủ vậy thì đứa con bật ngang khóc đi thế mới dậy thím dỗ thím dỗ một hồi sao thì thím mới nghe là sao biết có tiếng khóc thím mới lại thím đốt cây nhang thím cũng sợ lắm nhưng mà thím đốt cây nhang thím mới dái anh ơi anh con cái nó còn nhỏ rồi à, nó lại yếu nữa mà anh về vậy hoài nó khóc lóc kiểu này nó bệnh hoạn thì sao em lo nổi Đó, nó nói vậy xong cái không nghe nè ông không khóc được không khóc nữa cái ở ngoài trước á thím thấy đứa con nó cũng nín khóc rồi thím thấy cũng yên rồi cái thím buồn rầu chồng mắt mà ông bây giờ em khóc hoài vậy thì cũng suy nghĩ trong đầu thôi bây giờ kiếm cách nào để mời mấy ông sư về tụng niệm cho chồng mình siêu thoát chứ giờ biết sao giờ thì đang suy nghĩ suy nghĩ như vậy thì tự động cái thím bị khiến đi ra ngoài thím đi ra ngoài cái thím thấy cái đường mà đi ra chôn cắt cái mồ mã của chú toàn ở phía sau á thím thấy là có một người đứng khóc ngoài đó khóc hết tôi tôi khóc hoài vậy nha nha thím biết thím biết chồng mình về rồi và giờ một cái hình dáng á thím cũng biết là chồng mình hiện hồn nhưng mà thím sợ thím mới chạy vô thím chạy vô trong nhà thím đóng cửa thím giang giấy thím nói anh ơi anh em sợ dữ lắm rồi em anh đừng có làm vậy nữa để em có sức khỏe em nuôi con anh mà còn làm vậy nữa là là, là, là em về em nói với tiếng má em bồng con em đi về bên bển luôn á Cái ông im ông im mà cứ cách khoảng chừng năm ngày bảy ngày là ông khi về ông khóc ông về ông khóc không những riêng gia đình biết đâu còn có cái người hàng xóm ở gần nhà nó là nhà của bà chính người ta thì người ta làm cái công việc là bán khô đó, sáng sớm người ta soạn này nọ để người ta đem khô ra ngoài chợ người ta bán cỡ 2 giờ mấy 3 giờ là người ta soạn rồi đang soạn đang soạn vậy cái ông mới đứng bên kia ông khóc khóc hoài bển vậy đó cái bà chính bà mới nghe đi không phải là lần đầu bà nghe đâu bà nghe mấy lần rồi thì bà mới nghĩ rồi ai đâu mày ra đây đứng khóc không lẽ là hồn ma của cái thằng thằng toàn bà mới thấy như vậy cái bà cũng tò mò đi bà đi ra bà coi thử rồi bà dòm dòm bà dòm dòm cái bà thấy ngồi khóc các bạn ngồi gục đầu xuống khóc ở phía sau bếp nhà của uh, thím toàn đó thì dòm cái hình dáng bà chính bà biết rồi bà cũng gan bà mới đi vô nhà xong sáng cái bà gặp uh, bà tư ngoài chợ uh, bà mới kể bà nói tối hôm uh, tôi gặp thằng toàn ngồi khóc ở sau bếp uh. mà nó làm vậy hoài sao vợ nó uh, à, ngủ nghề gì được nuôi con hồi không phải nói mà mà chuyện qua rồi nói nghe chị tư chứ tôi nói hồi trước á, là thằng toàn á nó cứ nhậu nhẹ nhạc la cà hoài nó có lo gì cho vợ con nó đâu mà vợ nó cũng ráng mằn bụng này nọ bây giờ nó lỡ á, nó vắng số vậy rồi thì nó phải để yên cho vợ nó nuôi con chứ tôi nói vậy đúng không chị tư cái bà tư bà thấy vậy bà bực mình rồi cả nhà con thì ai không thương con cái gặp cái tình cảnh như vậy thì phải về mà nói lại với con mình cái bà mới cúng bà gian gái bà nói mày á, đừng có làm vậy nữa nếu mà mày làm vậy nữa là tao đưa con dâu của tao về bệnh đó chứ tao không có để nó ở đây đâu đó thì cái mấy bữa sau thì vô tình cái cô hạnh á cổ về cái lúc đó ma là cổ cũng về nghe nhưng mà bây giờ cổ về cổ thăm giống như ngày 49 chín bốn ngày của chú toàn là bữa sau mới tới nhưng mà bữa nay 48 ngày là cổ về cổ về cổ chơi ở trong nhà vậy đâu khoảng chừng 9 giờ mấy á, thì bà bảy bà về và bà nhập vô cô hạnh một lần nữa đến khi mọi người biết là bà nhập vô rồi á, thì bà mới nói như vậy nè bà nói nó khóc cái gì tao đã báo trước rồi mà nó không nghe nó lì thì cái số nó vậy nó chịu chứ nó khóc lóc gì nói không nghe đỡ cho không biết bao nhiêu lần rồi mà cũng ăn nhậu rồi té xe là chết Chứ ai làm gì nó đâu Rồi bây giờ nó đứng xung quanh nhà nó khóc Kìa Tao nói chuyện với nó rồi đó Nó sợ nó đang đứng ngoài kia kìa Thì bà nói nó đứng ngoài kia là nói chú Toàn đang đứng ở ngoài sân á Nhưng mà ai giờ gian cũng đâu có thấy đâu Thì lúc đó thím Toàn thím khóc quá trời luôn Thím nó dẫu sao cũng chồng mình mà Cái okay, bà bảy nó thôi mày đừng có khóc Cái số nó như vậy rồi Khóc lóc thì có đổi được cái gì đâu Thì bây giờ á Tao nói với nó là, 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 là nói chuyện với bay nghe cái thêm tò ở gật đầu bà mới dòm ra ngoài nói chuyện gì tiếng gì kỳ cục lắm cái bà quay vô bà nói nó 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 mắc cỡ nó sợ nó không có nói Rồi lúc đó thì kiểu mà ma mắc cỡ thì, thì trong trong nhà cũng không có cười nổi các bạn tình cảnh đó mà nó ngại nó thấy nó có lỗi nó không có dám mà lên nói chuyện tao kêu nó vô nói chuyện nó không chịu thì thôi giờ tao nói bên về tao dắt nó lên chở là tu với tao tao cũng nói dữ lắm rồi chứ thằng này nó mang tội nè bây giờ nó về nhà nó vô nhà cũng khó khăn nè rồi tao phải nói dữ lắm á là mới đưa nó lên chở là Đang cho nó nó, nó, nó tu chung với tao đó rồi bây giờ bây yên tâm đi để đi dắt nó đi cái trước khi bà bảy bà bả đi á bà quay ra ngoài bà nói bà nói xong cái bà cười khà khà quay vô bà nói giờ nó chịu vô nói chuyện nè giờ tao đi nghe rồi cho nó vô nói chuyện rồi sau đó rồi đó bay đừng buồn nữa ráng mà sống đi con Uh, số của mỗi người nói vậy rồi thì nói xong mà sức ra mà sức ra chút xíu cỡ chừng uh, cô hạnh kêu bằng chưa tỉnh là là chú tổ nhập vô rồi nhập vô ông khóc nữa ông khóc ông mới giờ vợ dòm con ông mới nói là là anh là anh sai rồi anh có lỗi nhưng mà bây giờ nó muộn rồi thôi em dáng em nuôi con anh đi tu với uh, cô bảy chứ anh ở đây hoài tội anh biết nào mới chuột được uh, thì nói có nhiều đó là giảm như không có dám nói nữa các bạn cái chú toàn mới nói là thôi mà cô bảy cô đứng cô đợi kìa để uh, tôi đi ra tôi đi với cổ là từ đó về sau là xuất ra rồi là không thấy chú toàn cũng về luôn à, rồi câu chuyện của chú tấn á đến đây là kết thúc à, và chú tấn có cho biết là sau này cũng có một cái việc gì đó cũng cầu về nhưng mà hình như là bà bả bảy không có về rồi câu chuyện đã kết thúc rồi bảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo